hãy chung tay bảo vệ cộng đồng đẩy lùi corona. Những nơi đông đúc dòng người qua thì ta nên tránh xa, nhớ ra đường phải đeo khẩu trang, không tụ tập đám đông, đừng đi đâu khi mà to quất đang cầm ta. Đang trong mùa dịch, việc đầu tiên là chúng ta phải nên ở nhà, đeo khẩu trang, vệ sinh tay, ngăn ngừa virus corona. Không là cả tụ tập đông người hay ăn uống nơi quán xá, và quan trọng nhất phải giữ sức khỏe, tự cách ly mình tại xa. Nhớ nha. That's bad, like a boom boom. EDM 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 EDM. Mày xứng đáng tốt hơn mà, xứng đáng tốt hơn mà.